mỗi dịp cuối năm á là mình lại nhận được những cái task để mà giới thiệu trên tay, cũng giống như là trải nghiệm những cái loa, mà đó không phải là loa high-end hay là loa gì đó, đó là những cái loa Bluetooth, loa di động ngoại cỡ đầy, giống như là cái loa JBL Partybox 310 này. Cái đời trước của nó là JBL Partybox 300. Mình làm cách đây cỡ 4-5 năm rồi và mình thấy là các bạn đón nhận cái chất lượng của nó và các bạn đánh giá cái chất lượng của nó rất là nồng nhiệt. Và trong dịp Tết 2023 lần này thì mình sẽ giới thiệu cũng như là chia sẻ những cái trải nghiệm của mình đối với cái loa JBL Partybox 310 này. Đây là một cái loa mà mình thấy rất là có tài và rất là có sắc. Ngoài hai cái đèn RGB ở hai cái củ woofer thì nó còn có bốn cái đèn LED nhấp nháy ở trên 1, 2, 3, 4 bên này nữa. Khi mà nó nghe nhạc mà nghe nhạc chậm chậm á, nghe nhạc bolero á thì lạ lắm. Là cái đèn này nè, nó sẽ có cảm giác thôi nha, là nó sẽ nháy theo cái nhịp của treble, còn cái đèn ở dưới này nó sẽ nháy theo cái nhịp của cái melody, có nghĩa là cái giai điệu chung của bài nhạc. Muốn cho cái đèn trắng trắng này mà nó chiếu cho nó đã mắt á thì các bạn phải nghe những cái thể loại nhạc giống như là nhạc như thế này nè. Thương cho tấm thân cơ hài, gặp mùi lòng nhìn con đò sáng. Cái này là mình đang quay nó cho các bạn coi, là mình phải mở hai cái đèn sáng với lại cộng cái phông nền màu vàng ở phía sau cho nó hợp với lại cái không khí của ngày Tết. Tuy nhiên đây là một cái loa mà khi mà để trong phòng tối á, cái ánh đèn này nó phát ra một cái màu sắc rất là u mê các bạn à. Với những anh em nào mà không thích báo ở nhà thì anh em có thể mang ra ngoài công viên, mang ra ngoài địa điểm du lịch, đem qua ngoài chỗ cắm trại để mà báo làng báo xóm. Cái loa Partybox 310 này nó còn có một cái nắp lưng, và cái nắp lưng này là cái nắp lưng chống nước, thế nên là nó rất là an toàn cho những anh em nào có nhu cầu mang nó đi ra ngoài trời hoặc là đi dã ngoại. Phía sau này nó sẽ có hai cái lỗ microphone. Đầu tiên là microphone là mic 1 nè, và cái thứ hai là microphone 2 hoặc là một cái ngõ guitar. Thì nếu như mà anh em chọn cái microphone 2 thì anh em sẽ có thêm được cái tiếng echo. Còn nếu như mà anh em cắm guitar vào thì anh em gạt qua cái nút ở dưới này, qua cái hình guitar. Một người đàn, một người hát, nghe cũng lãng mạn lắm đó. Còn có một cái nút tên là TWS, là để cho anh em có thể kết nối hai cái loa Partybox 310 này làm thành một cặp loa stereo công suất cao. Đèn càng nhiều, quẩy càng sung. Anh Nhật ơi, làm sao để mở vũ trường? Mở vũ trường hả? Với con này hả? Dễ lắm. Ở phía sau nó sẽ có một cái, hai cái ngõ 3.5, một ngõ là in-out. Kết nối này nó JBL kêu nó là cái kết nối Daisy Chain. Thí dụ như các bạn có ba cái loa Partybox 310 đi, thì các bạn có thể out từ cái ngõ 3.5 trên con này và in vào cái ngõ 3.5 trên con kia, và sau đó làm tiếp tục với lại cái con còn lại. Vậy thì chúng ta đã có ba cái loa. Thế em có biết là cái loa này bao nhiêu watt đâu? 240W. 240W mà nhân 3 lên đi là 720W đúng không? Nhiêu đó là em đủ mở. Xin lỗi em, là 700 với 720W là cái phòng lớn 250m² ngoài kia nó thổi còn bay nữa. Cái tính năng Daisy Chain nó rất là hợp lý dành cho những cái quán cà phê hoặc là những cái hip hop club nè, những cái gang club nè, để các bạn có thể mở nhạc rồi sau đó là có thể rap freestyle hoặc là sáng tạo những cái concert nhỏ bằng một cặp Partybox 310 này hoặc là nhiều hơn. Nhưng mà nếu như mà em mở vũ trường bằng 3 hoặc là 4 hoặc là 5 hoặc là 6 con Partybox 310 thì em biết cái vấn đề đó là gì không? Dạ không. Vũ trường kia là phải vô indoor, còn con này là phải chúng ta có thể chơi được outdoor, có nghĩa là chúng ta không chỉ báo ở một chỗ, chúng ta đi báo, muốn báo ở đâu thì báo. Anh ơi, không để vũ trường quẩy cả 2-3 tiếng. Trời, xin lỗi em chứ một con này hả, full pin là 18 tiếng, mở volume nhẹ nhẹ 18 tiếng, nhưng mà cái thời gian sử dụng thực tế của nó đối với anh á, thì anh sử dụng được khoảng 14 cho tới 15 tiếng khi mà anh mở khoảng 80-85% volume. Mà như vậy là đủ nhiều rồi, em cứ tưởng tượng thôi. Bây giờ em có 6 con, em mở 8 tiếng đồng hồ thôi là hàng xóm gọi công an bắt em rồi chứ ở đó. Như cái cuộc trao đổi của anh em mình thì JBL Partybox 310 có cái thời gian pin là 18 tiếng, đó là thời gian pin nhanh định, và cái thời gian sạc nhanh định là 3,5 giờ, có nghĩa là nó tốn 3 tiếng rưỡi để mà sạc đầy cái loa này đó Khanh. Đối với cái thiết kế của cái dòng Partybox 300, 310, 300 là đời cũ, 310 là đời mới, thì các bạn cũng có thể thấy là nó, ngoài cái chuyện là nó giống một cái loa đứng, thì khi các bạn lật ngửa nó nghiêng ra như thế này, khi mà đặt nằm ngang như thế này thì mình thấy là cái Partybox 310
nó sẽ trông giống như là những cái loa để trình diễn live ở trên sân khấu vậy. Cái phần phía trước loa nó sẽ hướng về nghệ sĩ với lại người nhạc công để cho nghệ sĩ với lại nhạc công biết là ở trên sân khấu âm thanh nó đang như thế nào, thì nó gọi là loa để mà monitor. Đương nhiên cái loa này không phải là cái loa monitor và nó cũng không thiết kế ra cho cái nhu cầu đó. Nhưng với cái tính năng là nó có cái microphone input cộng với lại cái guitar input, thế nên những cái bạn tập đàn ở nhà nè, rồi nghệ sĩ solo nè, hoặc là những cái quán cà phê có một cái góc acoustic nè, có thể trang bị một cái loa này rồi sau đó là mời các bạn trẻ lên, ai muốn chơi thì chơi. Như vậy vừa quán vừa có nhạc, vừa có đèn, rất là vui. Sau khi mà mình sử dụng và mình đã tương tác với cái loa này rồi thì mình rất là thích. Đầu tiên là cái đời trước đó, nó sẽ không có những cái sự dễ chịu giống như con này. Ví dụ như cái tay cầm ở trong này, nó ở bên cái phần 310 này, nó có được bổ sung thêm một cái viền cao su. Khi mà đưa tay vào cầm nó rất là thoải mái. Và cái thứ hai nữa thì JBL PartyBox 310 nó còn được trang bị thêm cái bánh xe với lại cái quai sách giống như là một chiếc vali để bạn có thể di chuyển một cách tiện lợi và nhẹ nhàng. Anh Nhật ơi, tôi ăn chơi quá, bây giờ mình làm gì cho khỏe người anh? Nè, em lấy cái này em tập đi. Đó, em làm giống như anh nè. Này chừng 20 ngày chắc lên hết cơ tay luôn á. Nặng thiệt. Đó, mình giữ nó lại, mình đẩy qua để lại, em giữ nó lại. Còn thôi nếu em khỏe nữa thì em nâng tạ đi. Đó. Để mà di chuyển cái loa này thì nó sẽ có hai cách. Một là các bạn có thể kéo. Hai là các bạn có thể bật quai lên. Kéo. Ba, nếu mà di chuyển gần thì các bạn có thể, các bạn nhớ nha, các bạn đừng có ráng lật nó qua đây, để các bạn nâng nó lên, các bạn chúi cái đầu nó ra mặt trước vậy nè, lấy cái tay của mình thọt vào phía dưới của loa, nó sẽ có cái chỗ để các bạn để tay, nhấc cái loa lên. Thôi nãy giờ đùa giỡn cười nói cũng nhiều rồi, làm trò cũng nhiều rồi, bây giờ nghiêm túc chút xíu để nói về cái phần quan trọng nhất của một cái loa. Loa di động hay là loa thường gì thì cái phần mà chất lượng âm thanh nó vẫn là một trong những cái điểm cốt lõi để đánh giá là cái loa đó âm thanh nó có hay hay không. JBL PartyBox 310 nó sẽ sử dụng 4 cái củ loa gồm có 2 cái tweeter và 2 cái woofer ở đây. 2 cái woofer thì nó sẽ có đèn LED RGB và 2 cái tweeter thì nó không có đèn. Đối với PartyBox 310 thì đương nhiên khi các bạn nhìn vô cái loa này, cái đầu tiên mà chúng ta có phải nói tới đó là cái bass của nó. PartyBox 310 nó sẽ sử dụng hai cái củ woofer. Hai cái woofer nó đánh ra phía trước và cái lỗ thoát hơi của nó rất là to nằm ở phía sau để nó thoát hơi và nó điều hòa cho cái luồng không khí ở bên trong của thùng loa. Cái tiếng âm trầm phát ra từ PartyBox S310 khi mà không cần bật bass boost lên, tiếng của nó rất nhanh, khỏe, tròn, đánh rất là sung, nhưng mà nó sẽ không có làm cho các bạn mà gọi là fan của bass thích mà tiếng bass nó phải nện bầm 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 thì nó chưa làm được cái chuyện đó. Để mà có được cái tiếng đó thì các bạn phải bật cái chức năng bass boost lên, là mình bảo đảm với các bạn luôn là bass nó đánh sâu tới 18 tầng âm phủ còn nghe nữa. Kiểu bass ở trên PartyBox 310 là một kiểu bass mà nó rất là phù hợp để mà nghe những cái thể loại nhạc giống như là EDM nè. Mình thấy là nghe EDM là hợp nhất luôn á. Nghe nhạc gì nữa, TikTok remix nè, trời, bảo đảm hay luôn. Thiệt, cái loa này mình đánh giá bass mid tape là mình chủ yếu là mình nghe nhạc trên TikTok đó, rồi mình đánh giá cho các bạn, rồi không thôi là trên YouTube nè, rồi nhạc K-pop nè, rồi nhạc EDM nè, nhạc của Hoàng Thị Linh nè, đó, dạng dạng như vậy. Nghe ở trên con này, tiếng của nó không bị chói gắt, không bị sáng quá, nhưng mà nó vẫn tạo ra cho các bạn cái cảm giác nó có một cái độ sáng, một cái sự lấp lánh ở trong cái tiếng chép. Đó là nhờ cái gì các bạn biết không? Đó là nhờ 4 cái đèn này nè. Trời ơi, nó sáng thiệt, nhìn trong đêm, có nghĩa là cái thị giác của mình nó sẽ mang lại cho mình một cái feeling khác về cái âm thanh. Đó, giống như khi bạn đi vũ trường thì các bạn ngoài các bạn feel cái tiếng bass, mid, chép nó đập đùng đùng đùng, các bạn phải feel được tiếng đèn. Tự nhiên cái đèn nó sáng lấp lánh như thế này hoặc là nó tươi sáng thì tự nhiên các bạn thấy là cái không gian nó lại mở rộng ra, nó thoáng đãng hơn. Hy vọng là các bạn hiểu ý mình muốn nói, mặc dù là cách mà mình diễn giải nó cũng hơi khó hiểu tí. Hệ thống đèn trang trí ở trên JBL PartyBox 310 nó có 5 chế độ sáng và nó được điều khiển bởi cái nút có cái ký hiệu đèn ở trên nóc thùng loa. Thì đây là mình đang tắt nè, khi các bạn không muốn có đèn gì hết thì các bạn tắt nó đi. Còn khi các bạn muốn có đèn, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, và bây giờ là tắt.
khi các bạn chơi nhạc á, thì cái đèn này nó sẽ thay đổi cái cường độ sáng và cái tốc độ chuyển đổi màu tùy theo cái dòng nhạc của các bạn chơi, tùy theo cái giai điệu nhanh hoặc là chậm. Cái loa JBL PartyBox 310 này nó sẽ đi kèm một cái app cũng tên là JBL PartyBox luôn. Và cái app này nó sẽ cho các bạn có thể điều chỉnh được màu đen, đó, đổi 5 cái chế độ sáng. Rồi bên cạnh đó nó sẽ có một cái bộ equalizer ở đây. Cái bộ equalizer ở đây nó sẽ cho phép các bạn là chỉnh được tăng giảm bass, tăng giảm mid hoặc là tăng giảm treble để phù hợp hơn với cái gu nghe cá nhân. Rồi nếu như mà trong trường hợp là anh em cảm thấy nó chưa đủ bass, nó chưa đủ cái dải trầm á, thì anh em có thể sử dụng luôn cái chức năng bass boost. Chức năng bass boost này nó chia ra làm hai kiểu. Một là bass deep. Deep có nghĩa là nó đánh sâu và nó đánh nhiều. Bên cạnh đó đó là punchy. Punchy có nghĩa là nó sẽ tập trung vào cái lượng upper bass, cái lượng bass mà cái tần số nó làm cho chúng ta cảm thấy bị tức ngực, cảm thấy thình thịch khi mà chúng ta đi vào vũ trường hoặc là bar. Và bên cạnh đó thì nó sẽ cho chúng ta điều khiển được cái karaoke effect, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh được bass, treble với lại echo cho giọng hát để phù hợp hơn với lại cách hát và giọng hát của mỗi người. Như vậy là sau tất cả những gì mà mình chia sẻ về cái loa JBL PartyBox 310 này thì anh em có thể dễ dàng nhận ra là nó rất là dễ phù hợp với nhiều cái mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể mua nó để làm loa cho quán cà phê, để làm loa thuyết trình, làm loa trợ giảng, loa hội thảo, mở quán cà phê lớn, mở bar, mở lounge vân vân các kiểu. Nó đều rất là phù hợp vì nó có thể sử dụng được cho môi trường indoor lẫn cả môi trường outdoor. Muốn diễn ngoài trời, muốn hát ngoài trời, muốn karaoke ngoài trời, muốn đánh đàn ngoài trời, yên tâm, con JBL PartyBox này không thiếu cái gì để cho các bạn chơi cả. Mình chỉ hơi tiếc đó là trong bộ của JBL PartyBox 310 không có được cái microphone đi kèm mà phải chạy đi mua rồi, nó hơi mất công. Vậy thôi, cảm ơn mọi người và cảm ơn bên OneWay Mobile đã cho mình mượn cái loa này để trải nghiệm. Ê Khánh, biết nghe đĩa than không? Rồi sao nữa? Một chiều êm tay đan tay dịu nhau trên lối. Trong thời đại bây giờ thì mình thấy là cái bộ môn mà chơi và sưu tập đĩa than nó đang ngày càng nó phổ biến hơn đối với cả giới trẻ lẫn giới trung niên. Thế nên là mình nghĩ là một cái sản phẩm giống như cái loa PartyBox 310 này của JBL nó có thể hoàn toàn trở thành một cái vật dụng giống như là một cái đèn ngủ vậy. Khi các bạn sử dụng ở trong phòng tối, mở nhạc cùng với lại cái điệu nhạc và cái sự ấm áp của đĩa than cùng với lại cái màu đèn nó tỏa ra theo cái giai điệu của jazz hoặc là nhạc acoustic nhạc nhẹ thì nó sẽ tạo nên một cái không gian rất là moody.